Hello anh em. Có một cái bài báo nói về Hàn Quốc và chúng ta học được rất nhiều những bài học ở trong này. Đó là sự lựa chọn. Cá nhân lựa chọn, doanh nghiệp lựa chọn, chính phủ quốc gia lựa chọn. Thì lý do Hàn Quốc quyết định đóng băng lãi suất cơ bản bất chấp lạm phát kéo dài. Ok. Các nhà phân tích sở tại lại cho rằng mà phốc lo ngại về tăng trưởng chậm hơn là lạm phát cao liên tục do xuất khẩu và chi tiêu tư nhân trì trệ vốn được coi là hai động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu không xuất khẩu được đúng không bây giờ tăng lãi suất thì là dở rồi không xuất khẩu được chi tiêu người dân cũng bị giảm sút cho nên phải lựa chọn thôi đúng không theo bình luận của tờ báo của tờ thời báo Hàn Quốc The Korea Times. Việc Ngân hàng Trung Quốc Hàn uh, Trung ương Hàn Quốc POC, quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 3,5% cũng đồng nghĩa với việc tạm dừng chiến dịch thắt chặt tiền tệ kéo dài hơn một năm rưỡi qua trong bối cảnh lo no ngại về tăng trưởng kinh tế chậm. Ok, mọi người hiểu vấn đề này không? Cho nên là dù là Châu Âu hay là Mỹ, bất kể quốc gia nào khác, khi mà tăng lãi suất nhiều quá, có thể anh có thể kìm hãm được lạm phát anh có thể kìm hãm này kia được vân vân nhưng mà anh bên cạnh đó anh sẽ bóp bóp cho cái nền kinh tế nó chậm lại mà bên Hàn Quốc thì lại chỉ là xuất khẩu mà chi tiêu thôi thì rõ ràng rồi chi tiêu của thằng này sẽ là thu nhập của thằng khác mà bây giờ mình bóp chặt chi tiêu thì cả làng cho nó không có thu nhập thế thôi nên mọi người nhìn nhận bảo là ui giời phải tăng này tăng kia nó nó chết đi này thực ra đó là cái sự ác cảm của cá nhân chúng ta thôi Chứ còn cái việc mà chúng ta nhìn thấy tăng nó có hệ lụy nhiều lắm Giống như Nhật Bản thì bây giờ bắt đầu mới lấy là Mới mới bắt đầu dừng cái việc là giảm lãi suất đấy chứ Chứ bây giờ có phải là phép họ tăng lãi suất Nhưng đẩy thì Hàn Quốc đẩy hay là Nhật đẩy Thì chúng ta phải thích ứng tự Chúng ta thích ứng thôi Đúng không ạ Nhưng cái việc chúng ta tăng thì sẽ được mặt này Nhưng nó lại mất mặt kia Nên vĩ mô thì nó không phải là khó Mà vĩ mô là chúng ta không thể kiểm soát được cái việc Là đôi bên cùng có lợi nó sẽ có cái sự tác dụng phụ giống uống thuốc cũng thế thôi các bạn hiểu không Đó giống uống thuốc cũng thế thôi nên uống thuốc cái này nếu mà các anh không muốn hoi là anh sẽ bị ảnh hưởng đến dạ dày đúng không anh ảnh hưởng đến cái khác thì gọi là tác dụng phụ Đấy. nên cái, cái bài báo này hay cái câu chuyện của hàn quốc này nó cũng là, sẽ là câu chuyện của tất cả các quốc gia khác tất cả các quốc gia khác nếu mà tính về phạm vi nhỏ hơn thì nó tác động đến tất cả những cá nhân của chúng ta nếu chúng ta muốn đầu tư hay kinh doanh bất kỳ một cái gì Bóc cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nền kinh tế thứ lớn thứ tư thế châu Á, lớn thứ tư châu Á xuống 1,7% xuống còn từ 1,7% xuống còn 1,6%. Đồng thời giảm dự báo lạm phát từ 3,6% xuống 3,5%. Nghĩa là gì? Đấy là ông là phải hạ cả tăng trưởng rồi. Lạm phát thì ông cũng hạ thấp đi, à hạ được ít thôi. Trước này ví 3,6 mà muốn nó giảm 3% thì lạm phát à, thì, 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 nền kinh tế khéo lại không phải xuống 1,6 có thể nó xuống 1,4 có thể xuống 1,3 Mọi người hiểu vấn đề ở đây không Đấy phát biểu tại cuộc họp báo Thống đốc Bóc Trang Rong uh, Cho biết không nên coi việc đóng băng lãi suất Là một thay đổi trong chính sách tài khóa Và nhấn mạnh rằng động thái này được quyết định đưa Dựa trên diễn biến lạm phát Năm nay như dự báo của Bóc dựa trên phải diễn biến thực tế nhé chứ không ai đóng không ai đoán được cả phải dựa trên những con số Việc đóng băng lãi suất của Bóc đã đảo ngược chu kỳ thắt chặt tiền tệ bắt đầu từ tháng 8 năm 2021 với tổng cộng 7 lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 khiến lãi suất cơ bản của Hàn Quốc tăng tổng cộng 3 điểm phần trăm. Tỷ giá hiện tại đang ở mức cao nhất trong 10 năm qua. Ví dụ như là 10% bây giờ tăng là 13 các bạn hiểu. Cao nhất trong 10 năm qua. Nói chung là cả làng cũng thế thôi có nhiều người bảo bong bóng này bong bóng kia bong bóng này lúc nào chẳng xuất hiện bong bóng nhỏ bong bóng to thôi ông cũng trang rong cho biết uh, việc đóng băng lãi suất không đồng nghĩa là chúng tôi hy sinh cuộc chiến chống lạm phát để đổi đấy tăng trưởng không phải gọi là bên này bên kia thôi ông đưa chân giò và thò chai rượu thôi ông nhấn mạnh rằng thêm thêm rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về việc có nên giảm lãi suất chính sách hay không đồng thời để ngỏ khả năng sẽ tăng lãi suất cơ bản lên 3,7% phần trăm tùy thuộc vào lạm phát và thị trường nhà ở lãi suất của Mỹ và các yếu tố liên quan đấy thì người ta cũng phải ảnh hưởng đến các bên ngoài bên trong nữa chứ đấy nhưng còn người ta bỏ ngò cái việc gì ạ cái việc tăng lãi suất rồi nhưng còn cái việc mà bảo để giảm là người ta không giảm đấy nhưng bỏ ngò về tăng ta tao không tăng nữa nhưng tao có thể là là, là tao không giảm nhưng tao cũng không tăng nữa đấy, không tăng thôi chứ còn bảo giảm là tao không giảm đâu trong một thông báo trong một thông cáo, thông cáo báo chí đưa cùng ngày ban chính sách tiền tệ của bóc dự báo lạm phát của Hàn Quốc trong năm 2023 sẽ tiếp tục ở mức thụ ở mức mục tiêu mặc dù được dự báo là sẽ giảm dần. Đấy. Thông cáo còn đoạn viết hội đồng chính sách nhận thấy rằng việc đánh giá đánh giá liệu lãi suất cơ bản có cần tăng thêm hay không trong khi đánh giá tốc độ lạm phát chậm lại và những diễn biến không chắc chắn là phù hợp. Mọi ừ. người thấy không? Liệu có phải đánh giá cái hội đồng chính sách này? Đấy. Bất chấp những cảnh báo trên, cảnh báo nêu trên của thống của thống đốc Chang Jong, các nhà nghiên cứu thị trường Hàn Quốc đều đưa ra đánh giá rằng bóc đã chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất. À lại đội nhận định. Đấy. Nếu mà đội nhận định có thể đúng có thể sai. Đấy. Đấy. bất chấp những cảnh báo của, của, của 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 cái ông thống đốc này này. Nhưng bên kia này bảo là à tôi đoán ý đồ của ông là kiểu gì ông cũng sẽ không tăng được lãi suất, chấm dứt cái việc chu kỳ tăng. À. Đấy, Kang Jong Kang Sang Won nhà nghiên cứu tại công ty tài chính Investment Securities của cho rằng Bangkok POC không có khả năng kéo dài chu kỳ tăng lãi suất để đảm bảo đồng won. Ông Cam ông, ông ông Won này ông cũng nhận xét là gì? Thách thức thâm hụt thương mại vẫn còn tồn tại nhưng người ta đánh giá rằng các yếu tố quốc tế liên quan đến tiền tệ đã được lưới lỏng và đánh giá rằng POC có thể giảm lãi suất ở quý 4 năm 2023. À, có nghĩa là cũng đã được được ấy rồi liên quan bên ngoài thì cũng đã được ok rồi để ạ cũng đã được cái dự báo dự tính rồi trong khi đó lim đấy, mỗi người cũng nhận định khác nhau mọi người thấy đọc đúng không một nhà phân tích từ công ty chứng khoán kp security kristi cũng đồng ý rằng khả năng tăng thêm lãi suất là thấp ông lim cho biết rằng tỷ giá giữa đồng won và đủ usd chỉ giảm 10 won khoảng 7 xu mỹ ngay trong cuộc họp báo sáng ngày 23 tháng 2 cái ba hôm trước đã có đã cho thấy sự biến động của tiền tệ dường như ít hơn so với quý 4 tới. Khả năng để nhận định này cũng là sự nhận tích cực. <laughs> nhận định kia thì là chấm dứt tăng lãi suất. nên định này là thấp. Tuy nhiên các nhà phân tích sở tại lại cho rằng bóc lo ngại về tăng trưởng chậm hơn là làm, là lạm phát cao liên tục. Do xuất khẩu và chi tiêu tư nhân trì trệ vốn được coi là hai động lực chính của tăng trưởng. Bây giờ là lỗi lo rồi. nhé yeah bóc thì no bằng vấn đề này, ô là ô lạm phát được kiểm soát nhưng mà kinh tế lại chậm lại thì cũng đau đầu đúng không ạ kiếm nhiều nhưng mà lại tiêu nhiều bây giờ giảm tiêu thì lại lại không kiếm được Đấy. xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 1 2023 ghi nhận ghi nhận mức giảm 16,6 phần so với cùng kỳ năm 2022 đánh đánh dấu tháng đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp chỉ số niềm tin tiêu dùng của tổng hợp CCSI nó giống như bên mình nhé tính chi tiêu cá nhân trong tương lai cũng đã giảm 0,5% xuống còn 90,2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023. tháng 1 tháng 2 năm 2023 nghĩa tăng lãi suất thì bây giờ giá cả nó tăng giá cả nó tăng thì thì thì, thì các ông không dám mua bán nữa thôi chứ có gì đâu đúng không xuất khẩu thì cũng giảm mà chi tiêu của người dân thì cũng giảm nói chung nền kinh tế giảm thu nhập của tất cả các thằng khác đều giảm nó tạo lên sự thanh khoản giảm Đấy. một số nhà quan sát thậm chí còn cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc có thể đạt mức tăng trưởng âm hàng quý thứ hai liên tiếp sau khi giảm 0,4% trong 3 tháng cuối năm 2022 theo dữ liệu sơ bộ của bóc những lo ngại về lạm phát vẫn còn khi chỉ số giá sản xuất thước đo chính của lạm phát tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng 1 Mức tăng cung này cũng đánh dấu mức tăng cao nhất trong vòng 3 tháng, chủ yếu là do giá điện tăng. Đấy, tất cả đều tăng, được chưa ạ? Rồi lại mà ông nhận định uh, Lee Sang xăng ho. À, người đứng đầu nhóm chính sách kinh tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc cho biết thêm khi tính đến các tình huống về tăng trưởng và lạm phát, các thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoC cũng được cho là lo lắng về tác động bất lợi của tăng trưởng chậm lại động của chậm lại nên nhiều hơn là tác động của lạm phát có là bây giờ anh chậm lại thì anh sẽ kéo theo rất nhiều những cái khó khăn được chưa ạ lạm phát cũng tác động đến cái nhiều khó khăn nhưng mà tăng trưởng chậm lại cũng chẳng khác phải lựa chọn thôi về phần mình giáo sư kinh tế kim kim jong heun này theon của đại học korea thì dự đoán có vẻ như bóc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế trong thời điểm hiện tại bằng cách đóng băng tỷ giá bởi sự bởi vì sự tụt giảm của xuất nhập khẩu trong và chi tiêu nói như là bên giáo sư này thì giáo sư bảo là nói chung Dung là phải theo dõi ờ, chưa có đưa ra một cái gì cả đấy chưa đưa ra một cái gì cả Ở trong khi đó gì đây các nhà phân tích sở tại cho biết rằng đóng băng lãi suất của Bóc sẽ dẫn đến những lo ngại kéo dài về khoảng cách lãi suất ngày càng lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ với tỷ lệ nằm trong khoảng từ 4,5 đến 4,75%. À, thì nó cũng lại tác động bên Mỹ bởi vì ông Fed ông tăng lãi suất mà. Có thể nói khoảng cách tối đa 1,25% giữa hai quốc gia được xem là mức cao nhất trong 22 năm vừa qua. Sẽ ngày càng rộng hơn nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực hiện tiếp một đợt tăng lãi suất trong cuộc uh, dự kiến diễn ra ngày 21 đến 22 tháng 3. Được hỗ trợ bởi dữ liệu tăng trưởng Việt Nam vững chắc của Mỹ, Fed dự kiến sẽ đưa sẽ tăng lãi suất chính sách ít nhất 2 lần lên tới 5,5 hệ mức 25 đến 5,25% theo biên bản tháng 2 của Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC công bố hôm thứ tư. Gần như tất cả các quan chức Fed đều ủng hộ việc tăng lãi suất là 0,25% vào tháng tới. Mình thấy bình thường mà nếu dự báo lên 5,25% thì các anh em cứ phải tính xác là nó loanh quanh nó phải là phang lên 6 5,75 đến 6 phần chứ còn nó không nên đấy đâu nhà nghiên cứu ly sang hoa nhấn mạnh bóc có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất bổ sung trong phiên phiên họp diễn ra ngày 11 tháng 4 nếu tỷ giá đồng quan và USD tăng lên mức là 1.000 ba đổi đến một đô và làm giấy nên lo ngại về nguy cơ dòng tiền chảy về chảy ra để tìm kiểm tài sản trú ẩn ừ. Nói chung là vĩ mô nó khó lắm các bạn khó lắm có nghĩa là gì chẳng ai lường trước được cơ mặc dù các giải pháp nó là như vậy đấy nhưng mà nó cũng chẳng, chẳng thể nào kiểm soát được hết cái sự tác động của lớn đó nên là cái sự lựa chọn của mỗi người mỗi một doanh nghiệp mỗi một tổ chức mỗi một quốc gia nó là khác nhau bởi nó dựa trên cái thực tại của họ cái thực lực của họ rồi là cái họ đang có những cái gì chứ không thể bảo là một cái nó ăn được luôn khó lắm các bạn Đấy, nên các bạn đọc các bài báo này thì cũng có thể là hay là xem cái video của mình phân tích như này thì các bạn có thể đưa ra được những cái góc nhìn nó tổng quan hơn, nó trực quan hơn. Chứ không thể lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi là chính phủ chúng ta đòi hỏi những cái nền kinh tế nào phải tốt được cả. Không phải chúng ta chỉ lương theo nó để làm sao chúng ta thành công hơn thôi. Chúng ta không thể đưa ra một cái là chúng ta thành công mãi được luôn cả. Đúng không? Không có chuyện đó nhá. Tất cả đều phải là thuận thiên. Thuận thiên thì sống mà nghịch thiên thì là mình giả rồi. Đấy thì chúc anh em đầu tư an toàn đầu tư thắng lợi loanh quanh nó cũng chỉ các cái này thì nó cũng không 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 có gì mấy đâu nhé yeah. thì mọi người cứ phải đầu tư làm sao cho phù hợp với cá nhân của mình và đặc biệt là đầu tư là có gì thì đi nó cũng phải an nhàn thư thái an toàn số 1 lợi nhuận số 2 để được cuộc sống của chúng ta tốt hơn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn